Con xin chào ông bà chú. Đã xin chú bắt đầy nè. Hôm nay ông rai nè. Ông rai nè. Xe này xe gì vậy? Con biết ông tim không? Xe trà chua. Con thích lắm hả? Hồi nãy con đi mấy lần rồi? Mà xe trà chua đi fan. Biết fan. Uber rai nè là Vestas. Không mà Vestas. Nắc bàn phương vườn. Dạ đúng rồi, hàng xóm của chúng tôi. Con thích ông Ray nào không? Yes, this cook me like Louis Phan. Yeah. Có phép đi đó. Con mời ông bà xem đi. Cook me like Louis Phan. Thích interest. Con thích không? Con nói con thích không? Nói cho mà nghe thì con thích. I found me in touch with Louis. Yeah. Yes, Lord. Hai đứa nó quậy à. Đó. Hai đứa phái dữ lắm luôn rồi. Cái lê nè cả nhà, năm nay cái lê trái không có nhiều như năm ngoái. Cái lê nè cả nhà. Finish. Con thích đi xe này không? Dạ. Vui không? Dạ vui. Con ngồi lấy con có sợ không? Không. Tại sao con không sợ? Tại con chưa bao giờ đi xe này hả? Timo. Timo Vashon hả? Em Vashon. À bây giờ con này ra cùng nó. À bây giờ ta sợ chứ. Dạ, vì hà vashon. Phước à bà ít hay bụi bìm. Vì là gì? Tchau.